Thưa quý vị, ông Lưu Minh Thắng, ngụ phường 10 thành phố Vũng Tàu gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình phản ánh về việc một hộ dân xây dựng lấn chiếm lối thoát hiểm. Phóng viên chương trình đã đi tìm hiểu thực tế vụ việc. Trong đơn thư và gặp gỡ phóng viên, ông Lưu Minh Thắng cho biết, năm 2008, ông có sang nhượng lại thửa đất rộng 90m² tại phường 10 thành phố Vũng Tàu. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng năm 2009, ông xây nhà ở trên mảnh đất này. Thời điểm ông xây nhà, phía sau nhà ông có khoảng 4m dành cho lối thoát hiểm và một mương nước phục vụ cho việc thoát nước. Trên bản đồ thửa đất thể hiện khu vực này là hành lang an toàn của dự án do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC làm chủ đầu tư. Theo ông Thắng cho biết, khoảng năm 2016, có một hộ dân đến lấn chiếm làm nhà trái phép trên bờ mương phía sau nhà ông. Lúc đó hộ này chỉ xây nhà cấp 4, có gác xếp, nhưng không cao hơn mái tôn nhà ông Thắng. Tuy nhiên, sau khi căn nhà bị thu hồi một phần để thành phố Vũng Tàu thi công cống, thì hộ nhà phía sau đã xây lên cao, bít kín hết đường thoát hiểm của gia đình ông Thắng. Tôi đề nghị là giải quyết trả lại hiện trạng ban đầu, để cho nhà tôi có, nếu như xảy ra cháy nổ, nó được có đường thoát hiểm, và đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Trao đổi về kiến nghị của ông Thắng, ông Bùi Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10 cho biết, khu vực phía sau nhà ông Thắng vốn dĩ không có lối thoát hiểm. Căn nhà phía sau nhà ông Thắng đã có từ rất lâu, chứ không phải mới xây. Trước đây là nhà cấp 4 có gác với diện tích chỉ khoảng 40m². Khi thành phố thi công dự án cống hộp, thì căn nhà của hộ dân này bị giải tỏa một phần không đền bù. Diện tích nhà đất còn lại chỉ còn hơn 10m², nên chủ hộ có kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường cho phép sửa chữa lại căn gác để đảm bảo việc sinh sống. Theo ông Tuyến, do hộ này thuộc diện hộ nghèo nên chi phí của việc sửa chữa lại căn gác này nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ. Khi chủ hộ sửa chữa căn gác thì chiều cao căn gác nâng lên che kín phần phía sau nhà ông Thắng. Thực ra là cái phản ánh của ông Thắng này là phản ánh về cái việc mà làm ngăn cái lối thoát hiểm của ông là không đúng. Bởi vì thực trạng cái trước đây từ đó đến giờ nó có cái căn nhà đằng sau phía nhà ông Thắng. Đấy, còn hiện nay là người ta xây cơi nới, cái diện tích thu lại nó còn hẹp quá, người ta xây cao lên thôi. Thì cái phần xây dựng cao lên thì nó che cái phần không gian nhà ông Thắng. Đấy, chứ còn về mặt lâu dài thì quan điểm của Ủy ban phường, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Ủy ban thành phố để chỉ đạo tiếp tục triển khai cái dự án này. Đấy, thu hồi cái phần đất mà người dân hiện nay đang sử dụng để hoàn chỉnh cái chung của cái dự án trung tâm đô thị Chí Linh, chứ không riêng một góc độ nhà nào đó, để làm sao cái cảnh quan đô thị trên địa bàn phường 10 này nó được cải thiện, và cũng như thực hiện cái chỉ đạo chung của tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh cũng như thành ủy, ủy ban về chỉnh trang đô thị thành phố Vũng Tàu. Ông Bùi Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10 cho biết thêm, khi nhận được phản ánh của ông Thắng qua đường dây nóng của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường đã hai lần mời ông Thắng lên làm việc, nhưng ông Thắng không đến.